như vậy. À, sau khi đóng cái phim đầu tiên và từ đó lại đóng phim ở bên kịch hay là bên bất cứ một cái gì góc cạnh nào ở nghệ thuật đó, thì tôi thấy cũng đều rất ưu đãi cho mình, tức là tạo điều kiện tốt cho mình để mình làm nghệ thuật. Chính điều đó là cái điều mà tôi hưởng được trong cuộc đời này thôi. Chứ hồi cái thời mà thật sự là cái thời hồi tôi đi làm phim thì cái khái niệm cái tiền không có, tại vì thời bao cấp mà không ai giàu hơn ai hết, ai thấy cũng giống như ai thôi đó. Cái khái niệm kiếm tiền nó không có, và lúc đó làm nghệ thuật nó toàn tâm toàn ý lắm, tức là hết sức mình làm, nó không bị chi phối bởi cái xã hội này, không bị chi phối bất cứ điều gì trong xã hội hết, kể cả về kiếm tiền không có, không có khái niệm kiếm tiền như bây giờ. Cái thời đó là hãng phim là của nhà nước hết, không có một cái hãng phim tư nhân nào, và cái tiền cái xe mà người diễn viên nhận được, tôi là cái người diễn viên chính ấy, trong một cái phim như thế, thì thật sự ra cũng không có nhiều tiền ấy. Nó cũng như một người lớn nhiều hơn công nhân một chút thôi. Thì hồi đó tôi còn nhớ là nếu mà tính ra tiền thì tôi cái xe và hợp đồng tôi mà đóng vai chính cái phim thời đó là mua được một chỉ vàng, tức là cái giá trị của nó là mua được một chỉ vàng. Ví dụ như anh làm cái nghề gì đó thì anh có những cái cuộc vui chơi là bị ảnh hưởng nghề rất nhiều. Ví dụ đó, cái thời đó thì tôi là diễn viên cho nên thích đi chỗ chẳng hạn như là những chỗ như là phòng trà chẳng hạn, nhảy đầm, mà nhảy đầm theo kiểu ngày xưa đó, chứ không phải nhảy đầm như bây giờ đâu. Hồi xưa tôi nhảy đầm là nhảy đầm classic, tức là những cái vũ điệu mà của Pháp, tức là và nhẹ nhàng lắm chứ nó không phải như bây giờ. Mỗi thời mỗi khác mà. Cái thời đó mà những người nào mà đêm mà lâu lâu hay là vài ba ngày mà đi vào phòng trà để mà chơi nhảy đầm thì chỉ ít lắm, chỉ đếm đầu ngón tay thôi. Tại vì cái thời đó là ví dụ như sinh nhật đó, mà mình mở bạc ti ở nhà nó nhảy đầm với nó, mà không ấy là công an bắt, tức là kêu nhảy đầm lậu, tức là khó lắm. Hồi đó mới giải phóng vô nó khó khăn lắm, chỉ có đi phòng trà thì ơi như là mình được phép đi phòng trà thôi. Đó, nhảy nhót mà nó cũng hạn chế lắm, thành ra cái người đi chơi thời đó cũng rất ít, chỉ một số nghệ sĩ hoặc là thêm một cái số mà doanh nhân nó thành đạt này, nó có điều kiện nó đi chơi thôi.